chạy xe máy á, cuối cùng thì Sang với mấy đứa cũng đã được gần tới biển rồi nha mọi người. Đoạn đường này chỗ Sang đang đứng đây này thì cách khoảng tầm vài cây số nữa thôi là ra tới biển luôn rồi nha. Tới đây thì cũng là 9 giờ mấy rồi. Sang với mấy đứa khởi hành đi từ 6 giờ sáng ngày hôm qua, nghỉ lại được khoảng tầm vài tiếng, xong rồi 1 giờ sáng lại tiếp tục đi. Thì tới đây cũng khá là mệt, cũng khá là đói bụng nên rồi ăn sáng. Rồi mua được một cái. Sang có mua được ở đây vài cái bánh, người ta bán dọc đường mọi người. Cái khúc biển hiện tại của Sang với mấy đứa đang đứng ở đây mọi người là biển ở Bình Thuận. Nhưng mà bây giờ mình chưa ra biển liền nha mấy đứa. Mình sẽ đi kiếm một cái nhà nghỉ để mình cất đồ đạc nè, với lại cho anh sạc điện thoại nha. Tại vì qua nay đi á, thì mình ngủ trong lều mọi người. Thì có mang lều theo nhưng mà ngủ trong lều hoài thì sẽ không có điện để sạc điện thoại. Nên Sang sẽ đi mướn một cái nhà nghỉ để tối nay mình sẽ dừng chân lại đây một đêm. Rồi lên xe chưa? Rồi xe sang tốc 3 nên cũng hơi chật một chút mọi người. Giờ thì mấy anh em Sang lại tiếp tục khởi hành đi nha. Giờ mình sẽ đi kiếm một cái nhà nghỉ để mà để đồ đạc ở trong đó, xong rồi mới đưa mấy đứa nhóc ra biển để cho mấy đứa nó tắm biển, cho nó biết biển là gì nha mọi người. Ở một đêm hả? Dạ một đêm. Lầu 1 hả? Đêm trước. Còn bán ăn cơm hả? Dạ rồi. Rồi vô trong. Trước khi đi ra ngoài biển các mọi người thì Sang ghé mướn một cái phòng để mình có thể là cất đồ đạc với lại là Sang có thể là sạc máy quay điện thoại nha nha. Khi sáng lúc mà Sang với mấy đứa khởi hành đi á, lúc 1 giờ mọi người, từ cái túp lều của mình á chạy đi á thì gặp một cái trận mưa rất là lớn. Rồi Sang với mấy đứa thì quấn cái áo mưa vào trong bánh xe á, bị ngã xuống ra đường nha. Mấy đứa thì may mắn là không sao nhưng mà đồ đạc á, thì nó rớt xuống dưới cái vũng nước á, thì ướt nên bây giờ thì phải lấy ra để sấy khô nó. Ở đây có cái phòng trọ này á, thì nó có một cái nhà nghỉ này có một cái máy sấy này. Khi sáng té thì mọi người xem này, đây chân Sang rách hết luôn nha, chân hai chân đều bị hết cả, nhưng mà hôm sau ra tới biển rồi là cũng mừng rồi. Cái nhà nghỉ ở ngoài biển này là mọi người xem này, cái này cũng không phải gần biển nha, cái này là trong cái khu dân cư người ta thôi. Gần biển thì nó rất là mắc luôn, Sang hỏi thử á, thì là khoảng tầm 2 triệu 3 triệu một phòng, còn phòng như thế này ở đây á, là 500 ngàn một phòng đôi nha mọi người. Thắp mở ra coi có ướt không, rồi lại cam. Nguyên cái túi nó bị rớt xuống nước mọi người, nhưng mà may mắn là không bị ướt nha, cũng hên không bị ướt. Rồi để qua một bên là được rồi thì nó ráo nước. Còn đây là tủ lạnh. Đồ đạc á, máy quay á mọi người, ngã xuống nước nó không có ướt nhưng mà quần áo thì ướt, nên Sang với anh Tâm sẽ mang đi phơi nha. Đi đâu cũng có nhà đúng không Tâm? Giờ mấy anh em mình sẽ đi ra biển nha. Ra đó để cho mấy đứa nó biết biển là gì, cho thấy biển cũng như là tắm biển, với lại uống nước biển nha. Vì mấy đứa nó cứ hỏi Sang nước biển có bị gì hổng rài hoài. Thôi đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ khởi hành ra biển. Thế khóa cửa lại luôn nha. Khóa cửa rồi. Biển có mùi gì hả? Biển có mùi biển hả? Tại vì biển ở dưới đây rồi mọi người. Ngay cái chợ này đi qua xíu nữa tới biển. Nhưng mà trước khi ra biển thì mình sẽ ghé vô chợ để mua một ít đồ nha. Tại vì Sang định là sẽ ra biển để mà nướng đồ ăn cùng với mấy đứa, chứ không phải là vô nhà hàng này kia. Tại vì tự nướng thì ngon hơn đi. Sang gửi xe ngay đây, xong rồi bắt đầu là giờ mình sẽ đi qua chợ bên đây để mua một ít hải sản với mọi người ra biển nướng ăn. Thấy biển chưa Tâm? Thấy chưa? Thấy chưa? Có bự hơn cái hồ của mình ở nhà chưa? Bự hơn nhiều đúng không?
Thôi từ từ đi qua đây để kiếm mua tôm. Xe sẽ mua một ít tôm cua để ra biển nha mọi người. À, tôm hùm bao nhiêu tiền ký chú? Tôm bao nhiêu tiền ký chú? Cái này. Ở đây chú có bán tôm hùm rồi mọi người. Dạ. Hào. Con này bao nhiêu? Lấy con lấy con 6 con, 6 con này đi. Cứ. Con này một con 15 ngàn mọi người. Lấy con 6 con đi chú. Dạ dạ. Ở đây sang mua được 6 con sò mai cho mọi người. Đi tiếp. Trời ơi, về nào. Dạ. Tôm này bao nhiêu tiền ký chị? À, tôm này 850. Lấy em 3 con đi. À, vừa vừa thôi, con này. Ô, con này là bự vậy, lấy 3 con đi. Biên ơi, Biên, lấy cái bọc con bán cho. À, ở đây là con tôm hùm nha mọi người, tôm hùm bông đi. À, có 6 luôn, sang mua ở đây 3 con. Bằng bằng nhau á cô. Dạ rồi. Dạ cái này là sao? Dạ. À, là món gì chị làm đúng không? Gửi cho chị đúng không? Rồi đưa đưa cái kia cho. Con có ăn thêm cái gì thì lại đây nha. Dạ dạ. Ở đây chị này nói là sang lấy ghế ở chỗ kia ngồi á, còn chế biến thì chị chế biến này gửi cho chị luôn. Rồi. Dạ muốn ngồi ghế nào cũng được hả? Dạ dạ. Còn phía ngoài đây là biển nè mọi người. Cái này là được món gì? Con này là nước lửa hành nè. Dạ. Con gẹ này là hấp nè. Còn con này cái tỏi hấp nước phô mai. Nói chung là một cái này nhiều quá thì mình phải làm nhiều món. Vậy chị coi làm được món gì cứ làm đi. Giờ em thích làm gì đây? À, thì thấy món gì hợp lý thì chị cứ làm đi. Rồi, ok, ngon ngon để. Dạ dạ. À, cơm ăn mì gì không? Vậy thôi, bao nhiêu đây chứ không cần đâu. Nãy giờ thì Sang đã mua một ít đồ hải sản nha mọi người. Thì ở đây có người chế biến sẵn luôn á, nên Sang với mấy đứa không cần phải chế biến. Tại vì mới đầu là định là sẽ ra bờ biển để nướng đúng không? Nhưng mà thôi có người chế biến, không cần chế biến nữa. Nên thuê đây ba cái ghế nha mọi người. Để đồ đạc ở đây, giờ mình sẽ ra ngoài biển để tắm biển nha. Tại vì tầm nãy giờ nó cũng háo hức lắm rồi. Mà sóng to quá đúng không? Cái này Sang không biết là có bơi được hay không, mọi người xem nè. Sóng ầm ầm luôn. Giờ nha Tâm, ở ngoài đây thì sóng rất là to á, nên cũng nguy hiểm, nên giờ là Tâm phải bơi gần gần anh nha. Giờ Sang với đứa sẽ cho Tâm ra tắm biển nè. Với lại Tâm giơ cái ly lên coi. Tâm nó cầm theo cái ly nha mọi người, để đi uống nước biển cho biết. Tắm cho đã đi, lát vô ăn sao ha. Tâm thấy điểm cuối của nó chưa? Thấy điểm cuối dưới kia không? Là gì thấy được? À, ở đây gió khá là lớn luôn mọi người. Tâm ra đây là đầu tiên là làm gì Tâm? Bắt cá mập đúng không? Thứ hai là uống nước biển đúng không? Tại vì Tâm nó nói là nếu mà ra biển thì nó sẽ uống thật no nước biển luôn. Lúc đầu sẽ nói là nước biển nó có vị xì tin á, nên Tâm nó nói là uống chừng nào ngán cái mùi nước biển thì thôi mới về đúng không? Bây giờ thì anh phát cho Tâm một cái ly nè. Đó, rồi dẫn một cái ly. Rồi, giờ xuống múc nước biển nha. Uống thử.
uống để cho biết cái vị nước biển ra sao nha. À, đồ ăn thì người ta nấu ở trên kia rồi nên Sang với mấy đứa cũng không cần phải chế biến. Giờ chị tắm để chơi cho đã thôi. Ơi từ từ không muốn đây nó cát không à, khúc nào mà nó đánh vô á. Đây cát không à, cát không à. Khó múc lắm mọi người ơi, tại vì cái lúc mà nó đánh vô đây nè toàn là cát không à, đánh vào múc ở trên mặt thôi chứ bị chưa. Đó của anh đâu có cát đâu, thấy không, của Tâm có cát không, có cát không hả? Rồi lên bờ đi, lên bờ đi. Đây mấy nè Sang múc được ba ly nước biển nha mọi người, có cát không. À, đây là ly nước của Tâm nha mọi người, kia là ly nước của Dạch. Giờ thì trước khi uống á, hửi một cái coi cái mùi nó ra sao, hửi đó nha. Rồi hửi đi. Mùi sao? Mùi biển hả? Thơm không? Rồi giờ thì anh lớn rồi, anh cũng uống rồi nên anh nhường lại cho mấy đứa nha. Tại vì nước này ngon lắm, sợ là uống hết cái biển á. Nên giờ thì chưa quen á, thì mấy đứa cứ ngậm vô một miếng ha. Chứ đừng uống nhiều quá nha. Tại vì ngon quá là mình sợ, hiểu không? Rồi giờ thì cụng ly đi, hai đứa cụng ly một cái rồi quất đi. 1, 2, 3, vô. Rồi uống đi. Vì sao? Giấu xì tin không? Đúng. Giấu xì tin hả? Dạ. Mà nó là sao? Mặn à? Mặn lắm à? Mặn quá? Mặn gì vừa hả? Dạ. Vẫn uống được đúng không? Dạ. À, cái này thật ra là không có uống được cho mấy đứa. Kêu mấy đứa cho biết là nước biển này rất là mặn luôn á. Để sang thử nếm nè. Cũng không mặn mấy mọi người. Nói chung là giống như là nước muối mình xúc miệng ở nhà vậy á. À, thôi giờ thì nước biển cũng đã nếm rồi nha. Giờ xuống biển tắm để bắt cá mập nha. Rồi nên giờ mình sẽ quay vô nha. Tại vì đồ ăn người ta nấu nãy giờ chắc cũng đã chín rồi. Nên Sang với mấy đứa sẽ quay vô trong để mà ăn ăn cho no, xong rồi tiếp tục ra bơi nữa nha. Bơi từ giờ tới chiều cho đã, tại vì ngày mai Sang với mấy đứa lại tiếp tục khởi hành đi tiếp mọi người. Đợt này đi tới đây thì vùng biển này nói chung là rất là đông người luôn. Sang định là sẽ đi kiếm một vùng biển vắng để sinh tồn á, nên ngày mai lại tiếp tục đi chứ không phải là dừng lại đây nha mấy đứa. Thôi đi. Đi. Giờ thì Sang cầm vé cho anh hết rồi nha. Tắm nước biển nè mọi người, tắm xong thì người rất là rít luôn nha. Sang với mấy đứa nhóc bơi từ sáng tới giờ mọi người thì cũng khá mệt rồi nên mấy anh em quay lên trên đây. Thì đây là toàn bộ cái phần đồ ăn mà khi sáng mình mua ở chợ mọi người. Thì khi mà Sang mua xong á, Sang định là đem ra bờ biển để chế biến. Nhưng mà ở đó thì có người ta chế biến sẵn cho mình á, nên Sang gửi cho người ta chế biến luôn. Ở đây thì người ta làm rất nhiều món này. Đầu tiên là muốn món gà luộc nè. Thứ hai là tôm cầm rất là chắc. Đây là tôm nướng. Món thứ hai là món tôm nướng phô mai này. Món thứ ba là ghẹ xào tỏi ớt này. Món thứ ba tư là cái ốc nướng mỡ hành, hay lại là tôm hấp mọi người. Người ta làm ở đây 5-6 món luôn mà chỉ có mấy chục ngàn à. Nên nói chung là nếu mà ai đi biển mà không cần mình nấu đồ ăn á thì cũng tiện á mọi người. Giờ thì mấy anh em mình sẽ ăn cho đã nha. Tại vì một xíu nữa Sang với đứa sẽ tiếp tục khởi hành đi. Tại vì chuyến này Sang dự định là sẽ không ở lại một chỗ, mà Sang sẽ tiếp tục chạy dọc theo đường bờ biển. Tới cái đoạn nào vắng thiệt vắng thì Sang với mấy đứa sẽ cắm trại ở đó, rồi sinh tồn một vài ngày ở đó cho mọi người xem. Thử thách xem là bản thân mình sống ở trong rừng ra ngoài sinh tồn được hay không. Biển thì ở phía ngoài kia nhưng mà khá là nắng mọi người, nên Sang dời vào phía trong đây là có một cái đám rừng này. Cái rừng cây này thì giống như là cây thông ở trên mình đó mọi người. Nên ở đây ngồi cũng khá mát thôi. Giờ thì đồ ăn ở đây cũng khá nhiều nên mấy đứa muốn ăn món nào ăn ha. Ốc đi ha. Rồi mỗi đứa cầm một con ốc. Hồi nãy sao mua con ốc này, người ta gọi là con ốc gì ta, ốc mai đúng không? Rồi ăn đi. Giờ cái này là người ta nướng mỡ hành mọi người. Đây mọi người xem đi, mời cả mọi người nha. Ăn đi, ăn đi.
Con này ăn khá là ngọt luôn mọi người, nhưng mà chỉ cái là nó bự như vậy nè, cái vỏ nó bự như vậy mà cái ruột nó có tí xíu à. Rồi gom đỏ bỏ lại một chỗ nha. Xong giờ mình ăn tôm nha mọi người. Mọi người xem cái con tôm này nè, khá là nhiều thịt luôn. Rồi mà cho tâm này, rồi cắn luôn đó. Ui ngon lắm hả? Thịt nhiều không? Quá trời thịt luôn mọi người. Rồi cắn cái phần này nè, cắn này nè, chỗ nào nhiều thịt cứ cắn đi. Tôm thì mua 3 con nữa mọi người. Mọi người, ui mọi người thấy tâm xé không? Sang cũng ăn thử một con nha. Đây, ui cái con này to hơn con tâm nè. Đây, mọi người xem cái phần thịt phía trong của nó này, nhiều thật luôn mọi người, gần như là đặc thịt luôn á. Mời tất cả mọi người nha. Ăn cá không được ta, cái vỏ nó dày quá. Đây là cái phần thịt con tôm mà Sang vừa mới lột ra nè mọi người. Mọi người xem phía dưới của nó, đặc thịt luôn nha. Rồi chấm với muối ớt chanh, mấy đứa chấm này nè. Rồi giờ cho tâm cắn cái này nha. Đó, cắn cái bự thiệt bự luôn, cắn nhai gục gục luôn nha. Rồi cắn mạnh lên. Rồi quất luôn, ăn luôn. Ăn vậy nó mới đã mọi người. Rồi, nhường cho tâm ăn cho tâm bự nha. Còn Sang thì ăn cái ui hết luôn rồi. Mình tính là cho tâm cắn một xíu thôi mà mọi người xem nó rút cái sạch luôn. Thôi ăn cái gì mình đâu có ăn thôi. Thịt con này ngọt quá ha. Đây là cái con tôm nè mọi người. Đây là cái con tôm hùm mà Sang mua á mọi người. Thì có một con nó có trứng nha. Đây mọi người xem này. Đây là cái trứng của con tôm hùm này, khá là nhiều luôn á. Giờ là cho tâm cắn nha. Đây này. Qua trứng lại đây tâm. Qua đưa cái miệng qua đây. Đây này, cắn vô đây. Cắn ở dưới. Lấy cái chân nó ra. Ngon lắm hả? Rồi, dành cắn nè. Dành cắn cái. Nè. Thì dành cắn cái cho biết. Sang cũng mới biết là con tôm này có trứng luôn mọi người. Cái trứng nó thì nó dưới đây nè, Sang ăn thử một miếng nha. Cái trứng nó bể bể. Nhai nó bể bể mà nó mặn lắm mọi người. Nó không vị gì hết á, nó chỉ mặn thôi à. Nó không thơm không gì hết. Ăn tâm. Cắn luôn. Đó, lấy cái chân ra mới nhai được. Nó có này, dành nè. Đây là cái phần trứng của nó mọi người. Trứng nó thì nhỏ nhỏ, mình nhai trong miệng á thì nó bể ra. Nó không có béo, không có gì hết cả mọi người, chỉ có được cái là mặn thôi. Rồi mấy đứa ăn ghẹ đi, ăn lột con tôm này ra cho tâm ăn nha. Ui thịt này, rồi cắn tâm. Cho tâm luôn cái tôm này, rồi cho dảnh cái đầu nó nè. Thịt không á mọi người. Cho mấy đứa ăn tôm hùm đi, rồi Sang thì ăn con ghẹ. Đây là con ghẹ mà Sang mua ở chỗ người ta đó người ta bán luôn mọi người. Ghẹ này thì lúc mua nó còn bơi luôn á. Đây là phần phía trong của nó.